Xin chào cả nhà nha. Hôm qua thì mình có chia sẻ với cả nhà là mình có đi bơi sóc cả nhà. Hôm nay mình đi thăm nha, xin mình chia sẻ lại video cả nhà luôn nha. Ôi trời, dính một con rồi nha cả nhà. Đó, con này chắc mới dính luôn nha, to ghê cả nhà ơi. Rồi có dính là mừng rồi, dính rồi nha cả nhà ơi, hai con. Sắp nha cả nhà. Rồi đi tiếp tục đi thăm nữa này. Xuống nhìn ngon ha, sắp đực to, con này to nhỏ nhỏ, to chà bá. Ơi tiếp tục. Ôi trời ơi cả nhà ơi, một con nữa là con thứ ba. Cái ăn được vậy ta. Rồi khu đây cũng nhiều ghê ta. Coi đâu, coi to. Đù, táp này, đường rồng này. Ừ. Rắn này không có độc. Ui mà đồ hửa ha. Ghê mày. Ngồi hộ chó à, lấy là không có độc. Gì vậy? Nói vậy chứ. Rồi dính, dính nữa nha các bạn. Gặp trời mưa. Đấy em, chung vô trong đấy. Kia này, anh Tấn anh thấy dính rồi đấy. À, đấy, đấy. Hình như con nó nhỏ xíu á. Nhỏ hả không? Kệ nó. Đâu quay coi thôi. Được cái dòng nhỏ. Giờ mà nhỏ mà wow. Ui. Giờ là bự hả? Việc mày nghĩ sao giờ nhỏ. Xúc máy thiệt to mà. Đây. Mới nãy nắng mà vừa mưa rồi. Rồi chờ mình xíu nha, để mình lục kiếm bãi đã. À kìa, dính con nữa kìa này. Đó, suốt. Rồi dính nữa nha các bạn ơi. Mày dễ lộn bãi đây, không để ý bãi đây. Rồi giờ coi. Con này nhỏ hơn nè. To cho cũng có nhỏ. Đồ vua. Ừ. Chim nó sợ. Chim gì đâu sợ dữ mày. Có thấy đâu mà. Còn ba chỗ nào nữa ha. À còn ba chỗ đây nè. Bốn bài đâu phải không? Ba chỗ đây nè. Mười bài nha các bạn. Chỗ nào quên mẹ ta. À đây. Rồi thôi ra phía bên kia. Phía bên đây hết rồi. Phía bên kia anh em bẫy nữa. Rồi còn lại anh em bẫy cuối nha các bạn. Thêm mình quay video luôn. Mình bẫy trong lùm tri. Đứng hoài em, để anh vô cho. Đồ, giang hồ đua mẹ mất bẫy đâu.
À dính dính dính, ô dính con chuột. Lầm luôn. Chuột rừng nha các bạn. Yeah. Chuột rừng nha các bạn ơi. Ui giời. Chuột rừng. Em ơi. Hey. Chuột rừng. Được. Ngon cái sao được không mày? Thầy nói không? Đi xách mình làm cù đi luôn. Ui. Rồi mình nhớ chỗ nào nữa không? Thành quá cũng được khá khá rồi nha các bạn. Bỏ hết ngoài kia rồi. Trong đây có không hả? Hả? Trong này cũng bỏ nữa. Trong này hay bỏ hay sao vậy chứ? Ừ, có đúng rồi, một bãi không sập nè. Hai bãi không sạch luôn. Đây nha các bạn. Đây. Trong kia không bãi nữa. Rồi, 1 2 3. Đâu, còn hai bãi nữa rồi, xong. Đổ đường ra đây. Các bạn thấy phong cảnh ở quê đẹp không các bạn? Đang trời mưa nữa nha. Đâu chỗ đây anh bỏ này. Rồi mắc mẹ bỏ rồi. Nhớ ngay đây nè. Đâu. À kìa. Rồi chưa dính. Còn còn. Một bãi cuối cùng nữa. Chỗ nào đây? Chỗ đây nữa sao ạ? Mắc đâu ta? À đây. Rồi, không dính luôn. Rồi. Ơi, mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Thành quả của mình cũng khá là nhiều nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nha. Giờ anh em mình đi về nha.